Nếu như cần thiết, chúng tôi sẽ dùng đến pháp luật để can thiệp điều này. Vì tôi tin rằng khi gương mặt của tôi bị sử dụng để gán ghép vào một mẫu hình nhạy cảm, đó là hành vi vi phạm pháp luật để mà có thể tìm ra được tác giả của bộ hình bị gán ghép này. Nếu một ngày tôi bị đồn trở thành con cờ truyền thông, điều đầu tiên chắc chắn là tôi sẽ rất tự hào bởi vì mình đã có được một sức ảnh hưởng nhất định và có thể lan truyền được đến thông tin đại chúng. Nếu một ngày tôi bị đồn là kẻ thượng đội hạ đạp, điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi không thượng đội hạ đạp. Tôi nghĩ là chúng ta đều là con người hết và chúng ta nên học hỏi lẫn nhau. Mọi người ơi, mọi người cần phải có một trái tim yêu thương. Uni Media. Bây giờ, xin mời thí sinh đầu tiên sẽ bước vào phần thi này. Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu, số báo danh 314. Nếu một ngày tôi bị đồn có bộ hình nhạy cảm không phải của bạn bị phát tán, nhưng truyền thông cố tình gán ghép đó là bạn, trước tiên tôi sẽ nói chuyện cùng với ekip của mình. Và nếu như cần thiết, chúng tôi sẽ dùng đến pháp luật để can thiệp điều này. Vì tôi tin rằng khi gương mặt của tôi bị sử dụng để gán ghép vào một mẫu hình nhạy cảm, đó là hành vi vi phạm pháp luật để mà có thể tìm ra được tác giả của bộ hình bị gán ghép này. Sau khi mà nhìn lại phần thi của mình vẫn cảm thấy là mình còn rất là nhiều thiếu sót. Thực ra là mình cũng có một chút xíu áp lực về thời gian và áp lực là người đầu tiên. Nếu một ngày tôi bị đồn trở thành con cờ truyền thông, điều đầu tiên chắc chắn là tôi sẽ rất tự hào bởi vì mình đã có được một sức ảnh hưởng nhất định và có thể lan truyền được đến thông tin đại chúng. Và với bản lĩnh của một người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, một Vina Woman, tôi nghĩ điều này tôi cần phải lên tiếng và cho mọi người biết được rằng con đường tôi đến với thành công không hề dễ dàng, và khán giả sẽ là những người công tâm nhất để có thể thấu hiểu được vấn đề một cách chính xác. Tôi xin cảm ơn. Nếu một ngày tôi bị đồn là tiểu tam, thì tôi nghĩ rằng đầu tiên tôi sẽ nghĩ tôi đẹp như vậy sao để đồn là tiểu tam. Tại vì mình lớn lên trong một cái gia đình mà thiếu thốn tình cảm, thì mình hiểu rằng ấy, cái vấn đề mà phá vỡ gia đình hạnh phúc của một người khác ấy, nó là một cái hiểu rất là đau đớn. Và anh tin rằng cái lời đồn này sẽ không bao giờ là hiện thật, và anh sẽ chứng minh điều đó cho mọi người thấy. Một ngày tôi bị phong sát trên mạng xã hội và giới giải trí, thực sự đó là một điều rất là kinh khủng. Đây có thể nói là một câu hỏi khiến cho trái tim của tôi rất là tan vỡ. Và tôi hy vọng là tất cả khán giả họ đều nhìn nhận được rằng là tôi là một người có tâm trong nghề nghiệp, và tôi tự tin nói trước công chúng rằng là tôi hoàn toàn trong sạch. Nếu một ngày tôi bị đồn là kẻ thượng đội hạ đạp, điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi không thượng đội hạ đạp. Tôi nghĩ là chúng ta đều là con người hết và chúng ta nên học hỏi lẫn nhau. Mọi người ơi, mọi người cần phải có một trái tim yêu thương. Only love is real. Khi mà mình yêu thương thì tất cả chúng ta sẽ đều đi lên. Không có gì đẹp hơn tình yêu thương. Cả em xin cảm ơn. Cái quan điểm của em khá là rõ ràng. Nếu một ngày tôi bị đồn là sử dụng bùa ngải, cái điều đầu tiên mà tôi muốn khẳng định đó là tôi không sử dụng bùa ngải. Và nếu tôi sử dụng bùa ngải thì cái lá bùa đó chính là cái nụ cười của tôi. Tôi nghĩ là khi tôi cười thì tôi sẽ mang một cái năng lượng cũng như là truyền đến cho mọi người một cái sự vui vẻ và tích cực. Thực sự chị khá là thích câu trả lời của em. Em duyên dáng trong cái cách mà chuyển hóa một cái lá bùa tiêu cực thành một lá bùa rất là tích cực, và chị cũng thực sự là bị hấp dẫn bởi cái lá bùa này rồi. Nếu tôi bị tố gian lận giấy tờ học vấn, là một cô gái tốt nghiệp mà học viện ngoại giao khoa truyền thông quốc tế, nên tôi rất hiểu vai trò của truyền thông, tự nhiên là việc xây dựng hình ảnh của mình. Và chắc chắn là một người luôn luôn có ý thức về việc giữ hình ảnh của mình, thì những việc về liên quan đến giấy tờ học vấn là điều mà tôi sẽ không bao giờ làm. Và tôi sẵn sàng đồng hành cùng với ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 để chứng minh cho khán giả. Và tôi muốn gửi lời tới tất cả khán giả đang theo dõi tôi cũng như là cuộc thi, hãy cứ tin tưởng vào chính tôi và chính ban tổ chức của cuộc thi năm nay. Thì rất thích cách mà em nói một cái link đến với cả những cái cụ thể là ở trong Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nó làm cho mọi người nghe nó cảm giác là đây là một cái câu chuyện nó thực tế hơn, nó làm cho mọi người tôi sẵn sàng đồng hành và lý giải nó là một cái gì đó nó vừa đanh thép nhưng mà nó lại vừa mang tính rất là hợp tác. Nếu một ngày tôi bị hack mất fanpage hơn 3 triệu follower thì chắc chắn là tôi sẽ rất buồn. Bởi vì 3 triệu follower đó là những người yêu thương tôi, ủng hộ tôi. Tuy có tiếc nuối nhưng mà tôi tin rằng 3 triệu follower đó sẽ tiếp tục ủng hộ tôi nếu tôi tiếp tục thành lập một fanpage khác. Bởi vì họ là những người luôn hiểu rõ tôi và cái hành trình tiếp theo của tôi sẽ ngày càng tốt hơn. Và tôi sẽ cải thiện bản thân mình ngày càng nhiều hơn để có thể tiếp tục nhận thêm hơn cả cái 3 triệu follower đó nữa. Xin cảm ơn. Em chỉ thấy là câu hỏi của em là em có một cái fanpage là tới 3 triệu follower lận. Thì dù nếu là tất cả giám khảo ở đây mà có một cái fanpage mà nhiều follower như vậy bị mất đi á, là cái điều đó quá là khủng khiếp luôn. Và chẳng hạn như em bị mất một cái fanpage như vậy, em phải liên hệ những đơn vị về công nghệ, an ninh mạng chẳng hạn để tìm cách
lấy lại được fanpage của em. Thế là phải có một cái giải pháp nào đó, tại vì là mọi người có thể muốn nghe cái sự sáng tạo trong cái giải pháp đó của em về việc là em sẽ đối diện với cái tình huống đó là như thế nào nếu như điều đó xảy ra sự thật. Nếu một ngày tôi bị đồn có một mối quan hệ mập mờ, thứ nhất đây là một tin đồn thì em nghĩ rằng là em muốn xác nhận là tin đồn nó xuất phát từ đâu. Nếu là một cái nguồn tin vô căn cứ thì em xin phép không trả lời, nhưng nếu đó là một nguồn tin xác thực thì em xin phép là xin lỗi báo chí trước và em muốn có thời gian để xác nhận thông tin này. Và có hai tình huống xảy ra. Nếu mà thực sự là em có một mối quan hệ mập mờ thì mối quan hệ mập mờ ở đây á, có thể là tốt và xấu. Tại vì nếu là một người công chúng, em ví dụ đi, thì mối quan hệ mập mờ người ta cũng sẽ muốn có những cái sự riêng tư cá nhân, thì đó là điều rất là bình thường. Còn nếu mối quan hệ mập mờ đó là một cái điều gì đó xấu thì em nghĩ rằng em nên giải thích rõ cho công chúng, trung thực trước truyền thông và nhận lỗi của mình, và hứa rằng là mình sẽ thay đổi và rõ ràng với công chúng, và xin là công chúng hãy tha thứ cho mình và mong cho mình cơ hội để mà cải thiện tốt hơn. Wow. Trong hai cái giả thiết của em thì giả thiết thứ hai nó cũng hơi là nhiều rủi ro hả? Là có như vậy nhận luôn hả? Vậy là em có khả năng nào sẽ có một mối quan hệ mập mờ không? Điều đó chị nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều người hỏi, đặt một dấu hỏi to đùng sau cái câu trả lời của em. Nếu mà chị hỏi như vậy thì em muốn biết là mối quan hệ mập mờ đó là mối quan hệ như thế nào ạ? Ví dụ như là chị hỏi em là có mối quan hệ với đại gia nào đi, thì em sẽ trả lời có rất nhiều hướng để mình hướng cái chủ đề đó về một hướng tích cực hoặc là tiêu cực. Và bản thân em á, là một con người không thể nào mà em có một mối quan hệ mập mờ mà có thể làm xấu hình ảnh của em được, tại vì em đủ thông minh và em đủ biết mình đang đứng ở đâu để mà không làm những chuyện như vậy. Thế em có công nhận là khi em có cơ hội thứ hai được nói lại về chữ mập mờ thì em mới thực sự khẳng định là em sẽ không có mối quan hệ mập mờ. Dĩ nhiên chữ mập mờ này nó rất là mập mờ, đúng không? Nó rất là vô hình chung, ai muốn hiểu sao hiểu. Qua những cái truyền tải này rất là cẩn thận, từng từ một, sai một ly đi một dặm mà nhiều khi nó chỉ là vô tình. Thì hy vọng là hôm nay là một cái trải nghiệm nhỏ để em có thể nhìn ra cái sự nguy hiểm đó để rút kinh nghiệm. Nhưng mà những cái chia cấp độ các thứ của em chị rất là hài lòng, rất rõ ràng, rành mạch, rất là hay. Nếu một ngày tôi bị tố là ăn chặn tiền từ thiện, đầu tiên thì mình sẽ xem được là cái tin đồn nó được xuất phát từ đâu, từ một cái tổ chức hay là những nhóm người nào. Bởi vì hiện tại nếu mà đó chỉ là lời đồn vô căn cứ từ một số người thôi thì mình vẫn sẽ tiếp tục làm công việc thiện nguyện của mình. Nhưng mà nếu mà fan của mình hoặc là nhiều bên khác muốn mình tham gia và công khai một cách có bằng những cái văn bản có pháp tính pháp lý, thì mình hoàn toàn đồng ý đến ngân hàng và làm việc trực tiếp để mà in một bản sao kê có giá trị pháp lý nhất. Đồng thời thì nếu mà cái tin đồn này nó không những ảnh hưởng tới mình mà tới cái cuộc thi mình đang tham gia như Hoa Hoàng Vũ, thì mình hoàn toàn có thể kết hợp cùng với ban tổ chức để mà có những biện pháp ngăn chặn những tin đồn này lan xa.